Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc chuỗi cửa hàng 7AM đang do Tổng cục Quản lý Thị trường phát hiện chủ trì điều tra xác minh, phía Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng đang vào cuộc giả soát kiểm tra. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, qua giả soát ban đầu thấy doanh nghiệp này rất lạ. Phía Hải quan mới phát hiện họ chỉ mở một tờ khai nhập hàng từ Trung Quốc về, trong khi nhìn qua bao tải đựng hàng hóa của quản lý thị trường chụp ảnh và số lượng hàng hóa khổng lồ như vậy, cùng với báo chí phản ánh, cơ quan hải quan nhận thấy rất nhiều bất thường. Có thể hàng hóa không đi qua đường chính ngạch mà đi bằng đường khác. Tuy nhiên, việc công ty này có nhập hàng hóa qua đường tiểu ngạch hay không thì còn phải chờ cuộc điều tra chống buôn lậu kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin. Trước đó, báo chí đã có phản ánh 7AM có dấu hiệu nhập thêm hàng Trung Quốc và thay đổi nhãn mát từ Trung Quốc thành Made in Việt Nam trên một số sản phẩm khăn, quần áo, đồ lót. Tiếp đến, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra 5 địa điểm kinh doanh thương hiệu thời trang 7AM. Tại thời điểm kiểm tra, cả 5 cửa hàng kinh doanh 7AM đều chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp và tiến hành tạm giữ toàn bộ hơn 9.000 sản phẩm để kiểm tra.